Tại Italy, tâm dịch lớn thứ hai thế giới hiện nay, chính phủ nước này hôm qua đã mở rộng lệnh phong tỏa đối với di chuyển cá nhân và các hoạt động tụ tập đông người trên phạm vi cả nước, sau khi số ca nhiễm COVID-19 tại đây vượt mốc 9.000 người. Đây là biện pháp chưa từng có tiền lệ được Italy áp dụng trên toàn quốc và tác động đến toàn bộ dân số hơn 60 triệu người. Theo lời của Thủ tướng Giuseppe Conte, lệnh phong tỏa này sẽ biến toàn bộ Italy thành khu vực được bảo vệ và bất kỳ ai vi phạm lệnh hạn chế này sẽ bị phạt tiền và phạt tù tới 3 tháng. Tại Nga, mặc dù tình hình dịch COVID-19 hiện chưa đến mức quá căng thẳng, song chính quyền thành phố Moscow đã đưa ra cảnh báo phạt tù tới 5 năm đối với những người không tự cách ly tại nhà trong 2 tuần sau khi trở về từ những nước có dịch nghiêm trọng như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Italy. Trước đó vài ngày, chính phủ Séc cũng tuyên bố những công dân không tự giác thực hiện nhiệm vụ cách ly bắt buộc trong 14 ngày sẽ đối mặt với mức phạt lên tới 133.000 đô la Mỹ. Đây cũng là mức phạt mà Ả Rập Xê Út áp dụng đối với những đối tượng cố tình che giấu tình hình sức khỏe và lịch sử đi lại của mình. Tại Hàn Quốc, những người vi phạm chịu mức phạt thấp hơn, tối đa là 8.300 đô la Mỹ.